is where it all begins. The leap of faith. The first step to the journey. Towards the unknown. The challenging. The daunting. But when we're together, hand in hand, the journey becomes exciting. We're partners, you and I, together, facing your fears, pursuing your passion, breaking boundaries, building your future, overcoming challenges, celebrating every achievement. When we're together, we're unstoppable. When we're together, anything is possible. At BTN, we know the power of partnership. A good partner works with you intimately. A good partner knows what you need. A good partner always has your back. A partner for starting your dream family, building your dream home, realizing the dream. It takes courage to begin, but it takes encouragement to keep on going. So go on, dream big. We're with you every step of the way. You have a partner in BTN. Failed multiple times to win. Definitely isn't something that easy to accept. But the regret and sadness aren't the choices. Don't focus on the failure, but focus on the purpose. Do your best. The real knights are those who get up and work hard. Unite the spirit, unite our heart to reach our dreams. Always remember, result never betrays the process. All night, let's rise and fight for Indonesia. Người trấn giữ bán rổ bên phía tay phải và Darryl Watkins là người đã rebound thành công cho các cầu thủ CS này. Đội khách sẽ là những người lên bóng đầu tiên. Đây là Wong Wei-long. Bóng đến vị trí của Josh Herring đối mặt với Trevor Hill. Maxi Ezo đang bước lên nhưng đó lại là một cú block thành công đến từ D'Angelo Hamilton. Đây là Trevor Hill. Một khởi đầu chắc chắn đã được chúng ta thể hiện. Còn đây là một tình huống cắt bóng của Brandon Chakwato. Cả hai đội đều đang khiến cho đối phương gặp khó khăn trong pha đánh bóng đầu tiên.
Maxiaso đường truyền dành cho Horing đối mặt và tung đại phải dứt điểm ở cự ly trung bình. Lần này đã cú bắn tốt của được Lars Horing. Sao Hit đã bỏ lỡ một tình huống tấn công bằng đường truyền không chuẩn xác đến từ Trevor Hill, và giờ đây thì họ sẽ làm lại bằng tình huống lên bóng đến từ Trần Đăng Khoa. Khoa Trần đang cố gắng truyền bóng cho Trevor Hill, ném ba ở góc không đổ thành công dành cho Sài Gòn Hit. Sự lên bóng tốc độ đến từ Horing. Đây là Maxi Aso, Brandon Chakwato. Tình huống đối mặt với Trevor Hill vẫn là Brandon Chakwato. Tiếp tục là Darren Watkins. Tình huống dứt điểm tốt ở cự ly trung bình, hai pha dứt điểm gần như là ở cùng một vị trí đến từ các cầu thủ BTN COS này. Tuy nhiên họ chỉ mới hơn chúng ta một điểm mà thôi. Đây lại là Trần Đăng Khoa với tình huống lên bóng cho 30. D'Angelo Hamilton hỗ trợ đường truyền cho số 17, nhưng đó là một đường truyền không chuẩn xác của Mr. Wiggle. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội, nhưng đây là pha can thiệp đến từ Trần Đăng Khoa. Có thể nói rằng cú block đầu tiên của D'Angelo Hamilton có tác động rất lớn đến tâm lý của Maxi Aso, người mà chúng ta cần phải ngăn chặn, bởi vì ở trong trận đấu gần nhất anh đã ghi đến hơn 30 điểm cho BTN CS này. Và nhìn vào pha bóng dứt điểm gần nhất của đội khách thì họ không dám đột phá vào trong mà ném ở cự ly trung bình, bởi những tình huống đột nhập bản rổ thường sẽ rất dễ bị nhầm những cú block đến từ D'Angelo Hamilton. Maxi Aso dứt điểm không thành công và bóng trở lại với đội chủ nhà. Chúng ta thấy D'Angelo Hamilton ngăn chặn cú đi bao rất tốt đến từ Dan Watkins. Đây là cơ hội dành cho D'Angelo Hamilton, một pha tấn công bản rổ rất chất lượng đến từ số 17. Những tình huống luồn lách rất khéo léo của số 17 đã mang về điểm số thứ 5 cho Sài Gòn Heat, 5-4, và chúng ta đang dẫn đối thủ một điểm cách biệt. Đây là Brandon Giovato. Fast screen của Daryl Watkins, Giovato vẫn đang bị theo rất sát bởi hai cầu thủ Sài Gòn Heat. Daryl Watkins, lần này thì Watkins đã có được sự lợi thế hơn trong tình huống tấn công bản rổ, điểm số thứ 6 đến với đội khách. Chúng ta cũng đã không chờ quá quyết liệt trong tình huống cuối cùng, bởi vì nó sẽ khiến cho đối phương có thể câu lỗi mà thôi. Đây là Trevor Hill và lại là D'Angelo Hamilton. Tuy nhiên lần này thì pha bắn bà lại hơi thiếu một chút may mắn đã đi vào rổ. Và đội khách sẽ lại lên bóng với Josh Herring. Tình huống thoát đi của số 1, chuyền bóng cho Daryl Watkins, chuyền ra phối hợp rất tốt và cú ném ở góc không độ của Wong Wailong đã thành công. Một tình huống dàn xếp hay của đàn quân Brian Rossum. Đó là một pha thoát khỏi những tình huống pressing có thể hết rất tốt đến từ BTN CS này. Và pha cầu lỗi là của Trevor Hills, người đã phạm lỗi đó là Wong Wailong, lỗi cá nhân đầu tiên của Wong Wailong trong trận đấu này. Và đó cũng là lỗi đầu tiên của trận đấu sau khoảng 3 phút đã trôi qua. Đây là Trevor Hills. Sau hit vẫn đang gặp đôi chút những sự khó khăn trong những tình huống tấn công. D'Angelo Hamilton, Murphy Bernatowski không thành công với tình huống ném ba quen thuộc. Khá đáng tiếc cho Sang Hit, và chúng ta tiếp tục phải đối mặt với pha tấn công nữa đến từ đối phương. Wong Wailong, đây là Darren Watkins. Brandon Chakwato có khoảng trống đã bắn ba, họ bắn ba không tốt và cơ hội lại trở về tay của đội chủ nhà. Mr. Wiggle trong đăng khoa đường chuyền Murphy Bernatowski. Tiếp tục là Trevor Hills. Số 1 đang bị theo bởi hai cầu thủ đối phương nhưng đã thoát được đi. Murphy Bernatowski tuyệt vời. Đường truyền thông minh đến từ Justin Young đã mở ra cơ hội cho đội trưởng chúng ta ghi thêm 2 điểm nữa. 7-9. Vẫn là một khởi đầu tốt đến từ Sang Hit. Tuy nhiên đây là pha bắn 3 của đối phương. Vẫn là một tình huống dứt điểm rất tốt đến từ CS này. Đây là một đội bóng dựa khá nhiều vào khả năng bắn 3 của mình, và chúng ta cần phải lưu ý với việc đánh chặn vòng ngoài. Trevor Hughes đường truyền cho Bernatowski, Justin Young. Động tác pump fake của Justin Young là rất thông minh và đã câu được lỗi đến từ Daryl Watkins. Sẽ có hai quả đấm phạt cho số 12, và cùng với đó là lỗi của trung phong bên phía đối phương. Có vẻ như các cầu thủ BTN CS9 họ cũng đang chú trọng bảo vệ vòng ngoài của mình hơn là các tình huống phòng ngự ở khu vực pen. Đó là lý do tại sao mà trong những tình huống gần đây Sang Hit có thể đánh khá dễ dàng vào vị trí dưới rổ. Tỷ số đã là 8-12 sau pha ném phạt tốt đến từ Justin Young. Tuy nhiên ở pha dứt điểm thứ hai thì Justin Young lại chưa thể ghi điểm. Bằng cách đang là 4 điểm được tạo ra giữa Sài Gòn Heat và đội khách BTN CS này. Đây là Maxi Aso.
đang bị Murphy Bernatowski theo kèm. Darryl Watkins, Wong Wailong, đường truyền dành cho số 18, và đó là một tình huống and one của chính xác là số 13 Darryl Watkins. Một pha bóng mà chúng ta đã thiếu đi sự quyết liệt và đối phương đã tận dụng điều đó để có thể ghi hai điểm cùng với đó là câu and one. Đó là lỗi cá nhân của Travon Hill. Một tình huống vào bóng hơi muộn đến từ người dẫn dắt bóng của Sài Gòn Heat. Và giờ đây chúng ta sẽ phải đối mặt với hai quả đánh phạt, chính xác hơn là một quả đánh phạt. Và anh đã hoàn thất pha tấn công 3 điểm cho CS này, đó là Darryl Watkins. Bắn 3, Murphy Bernatowski, airborne. Đội trưởng của chúng ta không có được cảm giác tốt vào lúc này. Đây là Brandon Zawato quyết định đột phá nhanh, và đó lại là end one dành cho đội khách. Số 3 của đối phương đã nhanh hơn Justin Young. Có thể nói rằng sự hưng phấn đang là thứ mà CS này có được ở trong khoảng thời gian đầu trận đấu này. Và ngay sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Kyle Julius cũng đã sử dụng kỳ hội ý để bàn lại chiến thuật với các học trò của mình. Rõ ràng đây là một điều cần thiết để tránh trường hợp bị đối phương bỏ lại với khoảng cách khá xa. Cho đến thời điểm này thì Sài Gòn Heat đã có 4 cầu thủ ghi được điểm số ở trong đội hình xuất phát, đó là Justin Young với 1 điểm, Trevor Hill 3 điểm, Bernatowski và DeAngelo Hamilton mỗi người 2 điểm. Người nhất chưa ghi được điểm số là cầu thủ Trần Đăng Khoa. Còn bên phía CS9 thì họ cũng tương tự, chỉ khác một chút là chỉ có 3 người ghi được điểm số. Nếu như thành công thì khoảng cách sẽ được tạo ra là 2 con số giữa đội khách với Sài Gòn Heat. Việc Sài Gòn Heat có một sự nhập cuộc không như ý là điều đã khá quen thuộc ở mùa giải năm nay. Nhưng vừa rồi thì Zawato đã dứt điểm không tốt và cầu tấn công trở lại với ông 30. Travon Hills, đây là Trần Đăng Khoa. Tiếp tục là Travon Hills đang cố gắng thoát đi. Và xử lý dành cho Bernatowski khoảng trống. Travon Hills bắn 3 không thành công. Và đến lúc này thì những cú bắn 3 của đội chủ nhà đang tỏ ra rất thiếu hiệu quả. Wong Wailong, đây là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm bên phía đội khách, và anh cũng đang dẫn đầu danh sách ném 3 của giải đấu. Tiếp tục là pha ra tay của Wong Wailong, và may mắn cho Sài Gòn Heat là anh đã không dứt điểm thành công. Của cầu thủ của Slinger đã bỏ qua cơ hội dành cho CS9. Đường chuyền lẫn vẫn bị ngăn cản đến từ các cầu thủ CS9. Đây là Horan, pha ném không thành công, nhưng vẫn còn đó là Brandon Zawato. Zawato ghi điểm chăng? Chưa được. Đó là cú cản phá tốt đến từ các cầu thủ chủ nhà. Justin Young là người đã can thiệp, và giờ đây pha lên bóng đến từ Murphy Bernatowski. Justin Young quyết định đột phá thẳng, và cú ném giữa bãi tuyệt vời của số 12 đã mang về thêm 2 điểm cho Sài Gòn Heat, 10-17. Đây là Maxi Aiso, người duy nhất chưa có được điểm số bên phía BTN CS này. Đường chuyền Darryl Watkins. Dolan Horan. Đây tiếp tục là Josh Herring. Maxi lại bị ngăn cản bởi Bernatowski. Ngày hôm nay thì Maxi Aiso đang gặp rất nhiều những khó khăn bởi các cầu thủ phòng ngự của Sài Gòn Heat. Tiếp tục là số 18 thoát đi, và lần này thì Maxi đã ghi được 2 điểm cùng với đó là end one. Sau rất nhiều những nỗ lực thì Maxi Aiso cuối cùng cũng đã có được những điểm số đầu tiên ở trận đấu này. Đó là một tình huống cho thấy được quyết tâm đến từ Maxi Aiso ở trong trận đấu quay về sân CIS, chính xác hơn là CIS. Ở lần trước thì Maxi Aiso cũng đã chơi rất quyết tâm, và anh cũng đã ghi được khá nhiều điểm số dành cho CS9. Nhưng vừa rồi là một quả ném phạt không chất lượng, vẫn chỉ dừng lại là còn số 2 điểm mà thôi. Travon Hills, đường truyền dành cho DeAngelo Hamilton, và 2 điểm dễ dàng đã đến với số 17, 12, 19. Cách biệt 7 điểm một lần nữa đã được rút ngắn. Darryl Watkins đối mặt với DeAngelo Hamilton. Wong Wailong, tình huống can thiệp hay đến từ Trần Đăng Khoa. Mr. Wiggle vẫn đang là người dẫn bóng. Mr. Wiggle tuyệt vời, được kiến tạo behind the back xuất sắc của Trần Đăng Khoa. Một pha xử lý rất tốt đến từ Trần Đăng Khoa. Tình huống mà anh quyết định cản Maxi Aiso thêm lần nữa. Maxi Aiso không thành công, và đó lại là bóng dành cho Sài Gòn Heat. Họ đang có cơ hội để tiếp tục rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số. Sân CS đang sôi động hơn. Trevor Hills rất bình tĩnh. Đường chuyền
Murphy Bernatowski chăng, nhưng đó là tình huống tự xoay sở đến từ D'Angelo Hamilton. Hai điểm tiếp theo cho Giang Huyết và huấn luyện viên Frank Rosen buộc phải hội ý vào lúc này. Đó là những điểm số liên tiếp đến từ ông 30. Họ đã thu ngắn khoảng cách xuống chỉ còn là 3 điểm sau hai pha tấn công bản rổ rất chất lượng đến từ D'Angelo Hamilton. Chúng ta hãy cùng xem lại những pha xử lý gần nhất của Saigon Heat. D'Angelo Hamilton có khả năng xoay trở rất gọn gàng trong không gian hẹp để có thể ghi những điểm số liên tiếp dành cho 30, và như đã nói tỷ số giờ đây đang là 16-19. Trận đấu của chúng ta quay trở lại với tình huống lên bóng của Josh Herring. Đối mặt với Josh Herring là Trevor Hills. Nugroho đã xuất hiện trong đội hình của huấn luyện viên Brian Rosen. Vẫn là số 16, tình huống dứt điểm không thành công của Nugroho. Bóng trở ra với Sawato rất khó khăn. Nhưng đó là tiếng còi của trọng tài, dường như là Justin Young đã phạm lỗi. Nhưng không sao cả, đó chỉ là một tình huống phát bóng ở cuối sân mà thôi. Lỗi đồng đội thứ tư của Saigon Heat ở trong trận đấu này, và đó là foul trouble đối với Justin Young, lỗi cá nhân thứ hai đúng không anh? Bên kia chiến tuyến thì Haydajad cũng đã được đưa vào sân để thay thế cho Brandon Sawato. Bên ngoài sân thì Chris Diaker cũng đã sẵn sàng. Đây là Haydajad, một pha ném chưa vào tay đến từ Haydajad, cơ hội tấn công dành cho ông 30. Và người lên bóng đó là Mr. Wigo Trần Đăng Khoa. Quang Huy Lòn đang là người được cử cắt theo kèm Mr. Wigo, Trevor Hills. Đường truyền cho Bernatowski. Dứt điểm thành công, 3 điểm tiếp theo cho Saigon Heat. Và tỷ số lúc này là 19 đều. Còn như vậy theo xác định của trọng tài thì chỉ là 2 điểm mà thôi. Và 18-19 mới là tỷ số hiện tại. Đây là Haydajad và xử lý ở dưới đủ. Quang Huy Lòn đối mặt với lại Hoa Trần không thành công. Cú ném đã bị ngăn cản. Và đây là Travon Hill lên bóng tiến vào khu vực pen. Vẫn là Travon Hill, đường chuyền ra Mr. Wiggle. Một pha xử lý thành công đến từ Trần Đăng Khoa. Sự tự tin đã giúp cho Trần Đăng Khoa thực hiện một tình huống dứt điểm trước khi phải đối mặt với ba cầu thủ của đối phương. Và giờ đây thì bóng là tình huống lên tấn công của CS9. Nugroho vẫn là số 16 truyền ra Quang Huy Long. Và thoát đi của Quang Huy Long không thành công, và Saigon Heat lại có bóng. Tiếp tục là Trevor Hill, khả năng đi bóng khá nhanh. Trần Đăng Khoa băng ba. Mr. Wiggle, 3 điểm dành cho Saigon Heat. Và giờ đây thì chúng ta vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 4 điểm với đội khách, 23-19. Sawato quyết định dứt điểm từ rất xa nhưng không thành công. Trevor Hill lại là người lên bóng. Và pha xử lý chuyền cho Murphy Bernatowski lao vào khu vực pen, lên rổ thành công, 2 điểm nữa dành cho Heat. Murphy Bernatowski đã rất tự tin trong tình huống dứt điểm bản rổ. Và giờ đây thì cách biệt đã là 6 điểm. Hiệp đấu thứ nhất chỉ còn lại khoảng 20 giây, đường chuyền rất trống trải dành cho Haydajad. Bắn bạc không thành công và lại là Saigon Heat. 13 giây cuối cùng và chúng ta không có gì phải vội. Đó là sự bình tĩnh đến từ Travon Hill và các đồng đội. Còn lại 6 giây đối mặt với Haydajad. Travon Hill vượt qua Haydajad, đang tìm kiếm khoảng trống. Mr. Wiggle không thành công. Không có một tình huống buzzer beater, nhưng không sao cả, chúng ta đã khép lại hiệp 1 với khoảng cách là 6 điểm so với BTN CS9. Một sự trở lại ngoạn mục trong khoảng 3 phút cuối cùng của hiệp 1 và vượt lên dẫn trước đối phương. Và điều đáng quan tâm nhất vào lúc này đó là tất cả các cầu thủ Saigon Heat đều đã có điểm trong hiệp thi đấu đầu tiên. Kenalin, Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Traveling kini tak perlu repot tukar uang ke money changer. Uang saku kuliah kamu di luar negeri tak lagi terpotong ini itu. Kamu bisa mulai tabungan kamu tanpa khawatir kurs naik turun. Dan dengan kurs kompetitif, bisnis kamu akan selalu mendapat nilai tukar terbaik. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Thank you.
Tapi jangan mikir. Nih, piknik. Gak bikin dulu. Fit me, makan me, jangan mikir. Ketika keadaan tak sesuai harapan. Stop! Jangan banyak drama. Kenalin, Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Uang saku kuliah kamu di luar negeri tak lagi terpotong ini itu. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Tanpa provisi, tanpa drama. Ông về thủ rất nhịp nhàng và hiệp 2 sẽ bắt đầu với quyền kiểm soát bóng dành cho ông 30. Người dẫn bóng vẫn là cái tên quen thuộc Travon Hills. Số 1 vẫn đang là người tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng đội. Đây là D'Angelo Hamilton. Quyết định xoay trở và dứt điểm thành công đến từ số 17. Khả năng chơi dưới khu vực pen của D'Angelo Hamilton cũng rất hiệu quả ở trận đấu này. Đúng là như vậy, rất đa dạng. Đó là những pha lên bóng đến từ D'Angelo Hamilton. Anh đang có tỷ lệ đánh ở trong vòng bán nguyệt là vẫn là 100%. Vừa rồi là một pha xử lý tốt đến từ Wong Wei-Long. Lúc này thì chúng ta thấy Corey Celia cũng đã xuất hiện trong đội hình chính của Sao Hit. Bên cạnh đó là Christian Kerr, Trevor Hills. Vẫn là số 1 quyết định giữ bóng và dứt điểm ngay. Hai điểm tiếp theo cho Trevor Hills. Một pha xử lý rất hiệu quả đến từ Trevor Hills. Chúng ta vẫn đang đánh rất tốt ở trong khu vực bán nguyệt của đối phương. Đây là Kenny Awan, số 9 của đang cố gắng xoay trở. Và đây là Maxi Eso dứt điểm ở cơ ly trung bình. Đó là phải dứt điểm đầy cảm giác của Maxi Eso. Hai điểm nữa được tính dành cho CS này. Nhưng chúng ta thấy rằng Maxi buộc phải dứt điểm ở bên ngoài chứ không dám tấn công mạnh vào bên trong. Trevor Hill vừa rồi đã quá tự tin vào kỹ thuật cá nhân của mình. Và với một tình huống double team thì anh đã để mất bóng. Đây là Maxi Eso tiếp tục cố gắng vượt qua. Chưa thể bắn bà. Wong Wei-Long đang phải xoay trở và dùng tốc độ để vượt qua đối phương Nuk Roho. Và xử lý là thành công đến từ trung phong nổi bình của BTN CS này. Một tình huống mà Nuk Roho đã có một động tác giả để loại bỏ D'Angelo Hamilton. Giờ đây là tình huống lên bóng quen thuộc của Trevor Hill cho Sao Hit. Đường chuyền, đó là một pha xử lý không thành công. About hit ball. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền rất khó hiểu của Trevor Hill vào một vị trí mà không có bất kỳ cái bóng áo trắng nào. Cầu thủ số 1 ngày hôm nay chưa có được cảm giác chuyền bóng tốt nhất. Và bên phía BTN CS này tiếp tục đưa ra những sự thay đổi người. Horing và Utomo là những cầu thủ được đưa vào sân. Đây là Christian Kerr, Murphy, Bernatowski. Đó là động tác giả step back end. Và đó là một cú ném không thành công của Murphy Bernatowski. Một tình huống xử lý hơi đáng tiếc khi pha dứt điểm vẫn đi hơi mạnh. Sandy Cornelwan đối mặt với Corey Celia. Đường chuyền dành cho Maxi Eso. Maxi Eso ném ba. Lần này thì Maxi đã thành công và cách biệt lúc này chỉ còn là một điểm mà thôi. Đội khách đang nhập cuộc tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ hai này. Các bạn, họ đang thu ngắn cách biệt xuống chỉ còn là một điểm. Đây là Trevor Hills. Cú ném ba không thành công nhưng có Christian cơ hỗ trợ với một tình huống rebound rất tốt. Và đó sẽ là hai cú ném phạt dành cho số 20. Người phạm lỗi là Utomo. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên. Christian cơ sẽ có cơ hội tiếp tục gia tăng khoảng cách dành cho Sài Gòn Heat vốn đã bị đối phương áp sát lại sau một khoảng thời gian khởi động tốt ở hiệp 2. Và vừa rồi thì Christian cơ đã có được điểm số đầu tiên cho mình ở trận đấu này. Hai cú ném rất tốt đến từ số 20 và Sài Gòn Heat đã nâng cách biệt lên thành 3 điểm. Tỷ số hiện tại đang là 31-28. Dallas Horing đối mặt với Corey Celia. Đường chuyền của Utomo. Sandy Kurniawan bắn ba không thành công và bóng dành cho Trevor Hills lao vào khu vực đối phương đang phòng thủ và vượt qua được Kurniawan. Vẫn là Trevor Hills đường chuyền. Murphy Bernatowski, Chris Diaker. Tình huống xử lý, trọng tài cho rằng đó là pha phạm lỗi tấn công của Chris Diaker.
Như vậy là sẽ không có điểm số cho đội chủ nhà, mà chỉ có một lỗi được tính cho Christian Kerr mà thôi. Và đội khách sẽ lại có được một tình huống lên bóng ở bên ngoài sân. Thì huấn luyện viên Carl Schluss tỏ ra rất thất vọng khi các học trò của mình dường như không tuân thủ chiến thuật mà ông đề ra. Đây là Korea One, ném bạc không thành công và Christian Kerr là người đã rebound chắc tay. Chúng ta đang có khá nhiều những cầu thủ có khả năng rebound tốt ở trong đội hình. Và đây là Travon Hill lao lên và xử lý chuyên ra Bernatowski. Một phần hướng step back, ba điểm dành cho Sài Gòn Hill. Pha xử lý có thể nói là cực kỳ mắc tay của Bernatowski. Và đó là tình huống mà Bernatowski xử lý cho chúng ta liên tưởng đến James Harden của Houston Rockets. Một tình huống step back rất tự tin và vẫn là các cầu thủ Sài Gòn hết. Trevor Hill ném ba thành công, ba điểm liên tiếp dành cho Sài Gòn hết với hai cú ném chất lượng đến từ Bobby Bernatowski và Trevor Hill. Hai pha bóng ba thành công liên tiếp và chúng ta đã ngay lập tức tạo nên sự khác biệt trên bàn điện tử. 37-28 là điểm số hiện tại đang nghiêng về Sài Gòn hết. Sau một vài phút để cho đối thủ vươn lên ở đầu hiệp 2 thì giờ đây Sài Gòn hết đã tái lập cách biệt 9 điểm với đối thủ. Sau những phút thi đấu đầy thăng hoa, và chúng ta hãy ngắm nhìn lại tình huống step back của Marvin Bernatowski. Và ngay sau đó là pha ghi điểm tự tin đến từ Trevor Hill. Ngày hôm nay thì khả năng ném ba của Sài Gòn Heat cũng là Kat Yerker và Justin Young. Trận đấu trở lại với pha lên bóng dành cho Dulac Horing và các đồng đội. Số 1 đối mặt với số 1 bên phía Sài Gòn Heat, đó là Trevor Hill. Đây là Brandon Jawato. Vẫn là Jawato được chuyền ra cho Doc Herring. Một tình huống mất bóng khá vô duyên của đối phương và cơ hội để phản công cho Sài Gòn Heat. Justin Hill. Young chuyền ra Christian Kerr, lại là Travel Hill. Espen layup không thành công nhưng có sự hỗ trợ đến từ Christian Kerr. Những tình huống bọc lót rất tốt cho nhau của các cầu thủ Sài Gòn Heat và chúng ta tạo được cách biệt 11 điểm so với đối phương. Maxi Aso đối mặt với Bernatowski, double team nhưng trọng tài lại thối phạt D'Angelo Hamilton. D'Angelo Hamilton đã rất quyết liệt trong tình huống đưa ra quyết định ngăn cản của mình, nhưng các trọng tài thì không cho rằng anh thi đấu hợp lệ. Đó có lẽ là một quyết định nặng tay khi mà D'Angelo Hamilton là người đã can thiệp vào bóng chứ không phải là tay của Maxi Aso. Tình huống spring của Maxi Aso, Brandon Jaguato rất nỗ lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi Murphy Bernatowski. Watkins bắn ba, Horing bắn ba thành công ở giây cuối cùng và đó là 3 điểm được tính dành cho BTN CS9, khoảng cách là 8 điểm. Mặc dù chịu áp lực thời gian nhưng đội khách vẫn có thể tạo ra được một hướng tấn công hiệu quả. Murphy Bernatowski, fast screen đến từ D'Angelo Hamilton, ném ba thành công đến với số 13 của Sài Gòn Heat. Một pha bóng ba cực kỳ chất lượng của cầu thủ người Canada Murphy Bernatowski và chúng ta tiếp tục tạo được khoảng cách 11 điểm. Tình huống lên rổ không hiệu quả đến từ Darren Watkins. Đây là Travon Hill đối mặt với Utomo. Đường chuyền Diaker, lại là Murphy Bernatowski, không được, rất đáng tiếc. Không có cú ném ba thành công thứ ba liên tiếp cho số 13, nhưng chúng ta vẫn đang là những người có được cách biệt an toàn 11 điểm. Jawato ra tay rất chuẩn xác và 3 điểm tiếp theo đến với đội khách. Có vẻ như hai đội đang muốn tiến hành một cuộc đua bắn ba ở trên sân khi liên tiếp là những tình huống ghi 3 điểm đến từ hai đội. Trevor Hill sẽ tiếp tục lên bóng. Bên ngoài sân thì khoa trần đang chuẩn bị được tung vào. Justin Young đường chuyền lại là Bernatowski. Lần này thì anh chưa bắn ba. Trevor Hill quyết định bắn ba đến từ Trevor Hill, không được. D'Angelo Hamilton một tình huống đưa bóng ra dành cho đối phương. Và giờ đây thì CS9 sẽ là những người lên bóng. Maxi Aso quyết định ném ba và đó là quyết định không chuẩn xác của số 18. Bóng trở lại với đội chủ nhà. Travon Hill mở tốc độ và lên rổ không thành công nhưng vẫn còn. Một tình huống tấn công mà Travon Hill đã thiếu đi sự chuẩn xác.
Một tình huống lên rổ mà Trevon Hill đã dứt điểm khi anh đang có đà rơi xuống đất, nên lực lại đưa ra không được như ý. Và điểm số hiện tại vẫn đang là 42-34, 8 điểm khoảng cách. Diaker tạm thời được rút ra nghỉ và thay vào đó là Trần Đăng Khoa. Như vậy Trevon Hill vẫn ở lại trên sân. Justin Young là người giao bóng ở cuối sân. Khoa Trần đường chuyền, một tình huống đưa bóng hơi non dành cho Bartowski. Đây vẫn là Quang Quay Lon. Tình huống chuyền bóng không nhìn của Quang Quay Lon. Pha xử lý của Maxiaso, bóng vẫn tới được tay của số 5 bên phía BTNCS này. Đây là Brandon Zawato. Như vậy đó là chạy bước đến từ số 3 bên phía đối phương. Bóng trở lại với Saronic. Một tình huống xử lý cơ bản nhưng đã mắc lỗi đến từ Brandon Zawato. Tuy nhiên ngay sau đó thì huấn luyện viên Kyle Jelus đã đưa ra quyền hội ý. Có vẻ như ông vẫn không thực sự hài lòng với các cầu thủ đang thi đấu ở bên ngoài sân. Vẫn còn có thêm những chỉnh sửa nữa để có thể giúp cho Hit chơi mượt mà hơn. Trên thực tế thì đúng là những sự không hài lòng đến từ huấn luyện viên người Canada là có cơ sở. Bởi vì trong một vài tình huống tấn công chúng ta đã bỏ lỡ những pha bóng có thể nói là khá cơ bản với những đường truyền tương đối dễ bắt bài. Hamilton và Justin Young. Trần Đăng Khoa sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Đây là Bernatowski, Mr. Wiggle. Và đi bóng quen thuộc của số 8. Và đó là tình huống lên bóng tuyệt vời của Mr. Wiggle. Hai điểm tiếp theo cho Saigon Heat. Một tình huống đột phá rất ấn tượng đến từ Mr. Wiggle. Và chúng ta đang tạo được khoảng cách 10 điểm so với BTNCS này. Brandon Zawato, Wong Wei Long, động tác giả rất hay. Nhưng pha lên rổ cũng tuyệt vời đến từ số 5. Đó là một tưởng lên rổ rất cảm giác đến từ Quang Quay Long. Justin Young. Vẫn là Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa không được, lần này thì pha xử lý của anh lại hơi thừa lực. Maxi Eso. Eso cũng chính là người lên bóng cho đội khách. Đường chuyền cho Daryl Watkins. Và bóng đến vị trí của Josh Herring, ném 3 không thành công. Một cú ném airball của số 1 bên phía đối phương. Và airball này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mạch lên điểm của BTNCS9. Bởi vì Trevon Hill đã có một tình huống lên rổ quá kỹ thuật. Một pha bóng mà anh đã crossover khiến đối phương hoàn toàn chóng mặt trước khi có một tình huống lên rổ ngược. Chuẩn xác để ghi thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. Đây là Josh Herring. Wong Wei Long rất nỗ lực. Đường chuyền cho Brandon Zawato. Đó là hai điểm tiếp theo khi mà Daryl Watkins đã dọn đường cho Zawato tiến vào bản rổ. Một tình huống phối hợp hay của đội khách. Zawato vẫn cho thấy anh là một trong những đội binh chất lượng nhất bên phía BTNCS này. D'Angelo Hamilton. Và xử lý của D'Angelo Hamilton đã bị ngăn cản bởi tình huống double team đến từ đối phương. Nhưng vẫn còn đó là bóng dành cho Sang Hit. Thời gian còn lại là 9 giây cho đợt tấn công này. Justin Young. Đường chuyền cho Bernatowski. Đã có sự can thiệp đến từ Doc Herring. Và đó là lỗi của đội khách. Hai cú ném phạt dành cho đội trưởng của Saigon Heat. Đó cũng là lỗi cá nhân đầu tiên của số 1 bên phía BTNCS này. Liên tục là những sự nhắc nhở của huấn luyện viên cầu Julius với các học trò của mình. Nhân tiện lúc thời gian đang bóng chết. Và trở lại với vạch ném phạt thì Bernatowski ném rất tốt trong pha xử lý đầu tiên của mình. Vẫn còn đó là một cơ hội nữa dành cho anh để tái lập khoảng cách 10 điểm cho Saigon Heat. Một ngày ném có thể nói là vào tay của cầu thủ người Canada. Đến lúc này thì Murphy Bernatowski đã có trên 10 điểm cho Saigon Heat. Maxi Eso. Tình huống spin move, một động tác spin move chuẩn xác của Maxi Eso và hai điểm tiếp theo đến với đội khách. Maxi Eso chơi không hề tồi một chút nào trong những lần về CIS. Nhưng hiện tại thì anh vẫn đang chịu chung số phận với lần về trước, đó là bị dẫn trước bởi đội bóng cũ của mình. D'Angelo Hamilton. Tiếp tục D'Angelo Hamilton, đường chuyền tốt. Trevon Hill pha lên rổ. Đổi tay quá hay của Trevon Hill. Một tình huống mà Trevon Hill đã khiến cho nhà thi đấu CS một lần nữa lại có thêm những tiếng vỗ tay để chúc mừng. Đó là cú ném không tốt của Zawato.
Và một lần nữa là khả năng rebound tốt của Justin Young. Murphy, Bodatowski không có điểm, rất đáng tiếc. Bóng đã ói ra ở trong rổ vừa rồi. Và đây là Doug Herring, vẫn là số 1 bên phía đội khách. Zawato, Brandon Zawato, cú ngăn cản tuyệt vời của Trevor Hill. Một pha block ngay trên đầu đối phương của Trevor Hill. Và đây là tình huống xử lý dành cho Justin Young. Tiếp tục là Travon, vẫn là số 1 của Sài Gòn Heat. Phạm lỗi, lại là tình huống phạm lỗi của Zawato. Trevor Hill đã có một tình huống xử lý ở sân nhà khiến cho tất cả phải bất ngờ. Một cú block thắng trên đầu của đối phương. Zawato có lẽ cũng không ngờ rằng anh bị ngăn cản bởi một cầu thủ thấp hơn mình. Còn lại 15 giây cho đợt tấn công này và 10, chính xác hơn là 14 giây cho đợt tấn công này và 15 giây cho trận đấu chúng ta đang có được. D'Angelo Hamilton. Và đó lại là hai điểm dành cho số 17. Khoảng cách 12 điểm lúc này đang được tạo ra bởi đội chủ nhà. Và đây có lẽ là tình huống tấn công cuối cùng của Ipai. Hết giờ, Maxi Eso đã không để ý đồng hồ. Và hai hiệp đầu tiên của chúng ta đã kết thúc với lợi thế là 12 điểm nghiêng về Sài Gòn Heat, 52-40. Một hiệp đấu đầy hứng khởi của Sài Gòn Heat. Và hiện tại thì hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Và xin mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong phút trước khi quay trở lại với hiệp 3 của trận đấu này. This is where it all begins. We're partners, you and I. When we're together, we're unstoppable. When we're together, anything is possible. At BTN, we know the power of partnership. A good partner works with you intimately. A good partner knows what you need. A good partner always has your back. The partner for starting your dream family, building your dream home, realizing the dream. It takes courage to begin, but it takes encouragement to keep on going. So go on, dream big. We're with you every step of the way. You have a partner in BTN. Ketika keadaan tak sesuai harapan. Stop! Jangan banyak drama. Kenalin Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Traveling kini tak perlu repot tukar uang ke money changer. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Tanpa provisi, tanpa drama. Jangan mikir. Ketika keadaan tak sesuai harapan. Stop! Jangan banyak drama. Kenalin Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Kamu bisa mulai tabungan kamu tanpa khawatir kurs naik turun. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Tanpa provisi, tanpa drama. Jangan pakai mikir. Nih, Fitmi, 40 kali doang. Bisa gitu. Fitmi, makan mie, jangan mikir. Ketika keadaan tak sesuai harapan.
Stop! Jangan banyak drama. Kenalin, Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Dengan kurs kompetitif, bisnis kamu akan selalu mendapat nilai tukar terbaik. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Tanpa provisi, tanpa drama. This is where it all begins. We're partners, you and I. When we're together, we're unstoppable. When we're together, anything is possible. At BTN, we know the power of partnership. A good partner works with you intimately. A good partner knows what you need. A good partner always has your back. A partner for starting your dream family, building your dream home, realizing the dream. It takes courage to begin, but it takes encouragement to keep on going. So go on, dream big. We're with you every step of the way. You have a partner in BTN. Chuyện đã được hoàn tất và giờ đây chúng ta sẽ bước với nửa sau của trận đấu giữa Saigon Heat và BTN CS9. Những người lên bóng đầu tiên là đội khách Brandon Jawato, Darryl Watkins. Cái rồi đều trở lại với đội hình chính của mình trong đầu trận đấu này. Darryl Watkins đang cố gắng thoát đi và cuối cùng anh đã thành công với hai điểm đầu tiên trong hiệp 3 dành cho đội khách. Có thể nói là hai hiệp đấu đầu tiên, Darryl Watkins đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn khi liên tục bị đeo bám và không thể thoải mái ghi điểm. Đây là DeAngelo Hamilton đối mặt với Maxi Eso đường truyền. Murphy Bernatowski step back và bắn 3. Lần này thì bắn 3 không thành công nhưng có sự trợ giúp đến từ Justin Young. Đó là một tình huống mà... Như vậy là đã có một tình huống goaltending đến từ đội khách. Và hai điểm đã được tính dành cho đoàn quân của Kyle Julius. Có vẻ như đó là một tình huống mà Maxi Eso đã mắc lỗi goaltending. Và anh đang... có thể nói là khá bất bình, cùng với đó là phản ứng quyết liệt đến từ huấn luyện viên Rawson. Tuy nhiên trận đấu sẽ vẫn được tiếp tục với hai điểm được cộng cho Saigon Heat. Khoảng cách 12 điểm vẫn được giữ nguyên sau hai tình huống tấn công đầu tiên của hiệp 3. Quân quay lòng đối mặt với pha trần và đây là Brandon Jawato. Đường truyền dành cho Darryl Watkins, vẫn là Brandon Jawato. Pha xâm nhập vào khu vực bản rổ rồi quyết định đưa cho Hoàng Hoài Long ném bà, và đó là pha ném bà chất lượng đến từ nội binh bên phía BTN COS này. Hoàng Hoài Long đã chứng minh vì sao anh đang dẫn đầu danh sách ném bà của giải đấu. Giờ đây là Trevor Hughes, tình huống thoát đi của số 1 và đã có tác động đến từ Hoàng Hoài Long. Lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ mặc áo số 5. Đó là lỗi đồng đội đầu tiên của CS9 ở trong trận đấu này. Justin Young, Trevor Hill có cơ hội để ném 3 nhưng đó là cú ném không tốt của số 1. Vẫn đang là một khởi đầu chậm chạp đến từ Saigon Heat. Tuy nhiên chúng ta hy vọng họ sẽ vùng lên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là Quang Quay Lòn đối mặt với Khoa Trần. Vẫn là Quang Quay Lòn rất nỗ lực và cầu lỗi được đến từ Mr. Wigo. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên của Trần Đăng Khoa. Quang Quay Lòn là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đã có nhiều năm chinh chiến tại ABL. Vì vậy ở tình huống vừa rồi thì Khoa Trần đã gặp phải cuộc đối đầu với một đối thủ rất khó chịu. Đây là George Herring đối mặt với Trevor Hill, màn đối đầu giữa hai số 1. Đường truyền dành cho Darryl Watkins. Darryl Watkins quyết định thoát đi nhưng truyền ra cho Doc Herring. Và đó là cú ném bà không thành công của đối phương. Bóng trở lại với Saigon Heat. Một tình huống gây sức ép rất tốt đến từ hàng phòng ngự Saigon Heat. Và chúng ta đang tiếp tục có bóng để vượt lên. DeAngelo Hamilton khoảng trống bóng không đủ. Và đó là Murphy Bonatowski. Rất đáng tiếc không có 3 điểm dành cho Saigon Heat. Chúng ta vẫn đang hơi chững lại một chút. Đây là Maxi Eso. Eso vừa thấy DeAngelo Hamilton và quyết định không dứt điểm. Cú ném không thành công của Darryl Watkins và sau đó thì số 13 mới có thể dứt điểm thành công. Khoảng cách được rút ngắn còn 7 điểm. DeAngelo Hamilton
đang chờ đợi một đường chuyền, nhưng đó là phải dứt điểm ngay đến từ Trevon Hills và anh đã không thành công. Những cú dứt điểm không hiệu quả liên tiếp đến từ đội chủ nhà. Đây là Maxiezo quyết định ném ba và đó là quyết định dứt điểm không tốt của số 18. Khả năng rebound của Sang Hit vẫn đang phát huy khá ổn với sự có mặt của Justin Young. Đây là Trevon Hills, pha đi bóng của Trevon, đường chuyền, một pha chuyền bóng sửa lưng của Trevon Hills đối với Khoa Trần và chúng ta mất đi thêm một lượt tấn công nữa. Ở trận đấu này thì Trevon Hill đã rất nhiều lần mắc những turnover. Và đó đã là lần thứ tư Trevon Hill mắc turnover ở trận này với những đường chuyền thiếu đi cảm giác và sự chuẩn xác. Wong Wei-long chuyền ra bị bóc bay bởi Justin Young 2-2. Murphy Bernatowski. Như vậy đó là travel đến từ Murphy Bernatowski. Một tình huống chạy bước của số 13. Có vẻ như đó là một pha xử lý có phần không chính xác của trọng tài, khi Khoa Trần cũng đã ngay lập tức lý giải cho ông thầy. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là quyết định đã được đưa ra và chúng ta không thể thay đổi. Bóng dành cho BTN CS này. Đây là Masieso đối mặt với Bratowski và can thiệp, nhưng Daryl Watkin vẫn đang là người có bóng. Một tình huống can thiệp rất chủ động đến từ D'Angelo Hamilton. Maxiezo vẫn không thể được đặt vào một trạng thái tâm lý thoải mái để có thể thi đấu vì sức ép rất lớn mà ông 30 tạo ra dành cho anh trong trận đấu này. Đội khách còn lại 7 giây để tấn công. Đây là Wong Wei-long chuyền ra bị bắt bay bởi Trevon Hills. Đây là Trevon Hills đối mặt với Brandon Jaguato, lỗi đến từ số 3 và đó là pha phạm lỗi cá nhân thứ hai của Brandon Jaguato. Trevon Hills trong hiệp thi đấu thứ 3 này anh đang cầu được khá nhiều lỗi của đối phương. Vừa rồi đó đã là lỗi thứ hai anh cầu được trong hiệp 3. D'Angelo Hamilton ném ngay, nhưng đó là một tình huống airball của số 17. Và đây là Maxi Hero Step. Nếu không có lỗi trước đó của Bernatowski thì rất có thể Maxieso đã nhận thêm một tình huống block trên đầu nữa đến từ Block Machine. Nếu không có lỗi như anh Đức vừa nói thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy một lần nữa tâm lý thi đấu của Maxieso bị triệt tiêu. Rất đáng tiếc, đó là cú block rất chuẩn xác đến từ D'Angelo Hamilton. Như vậy là đội trưởng của Sao Hit vừa mắc lỗi cá nhân đầu tiên. Và lúc này thì cả hai đội đều đã mắc hai lỗi đồng đội. Áp lực rất lớn từ khán đài đối diện. Nhưng Maxieso vẫn ném tốt quả ném phạt đầu tiên. Cho đến lúc này thì Maxieso đã có được điểm số thứ 10 cho câu lạc bộ CS này. Và ném phạt không thành công đến từ Maxieso. Và chúng ta vẫn đang dẫn trước đối phương là 6 điểm, nhưng cần phải gia tăng con số này lên. Chúng ta đã bị chững lại khá lâu rồi. Với 2 điểm đầu tiên sau pha goal sending của Maxieso trong hiệp 3 thì chúng ta vẫn chưa thể ghi được thêm điểm. D'Angelo Hamilton, đó là tình huống cướp bóng của Maxieso. Wong Wei-long đối mặt với Justin Young, đó là một tình huống chuyền ngay đến từ Maxieso. Đó là 2 điểm nữa. Và đó là quyền hủy được đưa ra đến từ huấn luyện viên Kyle Jewett. Lại là một tình huống hội ý hợp lý trong đúng thời điểm mà chúng ta gặp khó khăn. Thì đấu thứ 3 diễn ra và Sài Gòn Heat mới chỉ ghi được 2 điểm. Trong khi đó thì đội khách đã có 10 điểm cho riêng mình. Và thủ án cách biệt của trận đấu lúc này xuống chỉ còn là 4 điểm mà thôi. Một sự nhập cuộc vẫn đang rất chệch choạc đến từ đoàn quân của Kyle Julius. Nhóm những cổ động viên đến từ Indonesia để cổ vũ cho BTN CS này. Đây là Trần Đăng Khoa, đường chuyền dành cho Trevon Hills. Vẫn là Trevon Hills, pha xử lý không thành công. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa chứng kiến được những tình huống chơi tốt trong hiệp 3 của Sài Gòn Heat. Maxieso đã thoát đi và ghi thêm 2 điểm cho các cầu thủ CS này. Cách biệt lúc này chỉ còn lại là 2 điểm mà thôi. Trần Đăng Khoa, sau khi hội ý thì chúng ta đã không có điểm và để cho đối phương rút ngắn cách biệt. D'Angelo Hamilton vẫn chưa phải là cú dứt điểm tốt của đội chủ nhà. Đây là cơ hội để cho BTN CS này sang bằng điểm số. Và thậm chí họ còn làm tốt hơn.
đó là pha bóng 3 rất chính xác đến từ Maxi Eso. 5 điểm liên tiếp của số 18 và anh đang giúp cho các cầu thủ CS này giành lại lợi thế về mặt điểm số. Trevor Hills ngay lập tức phải dừng mạch lên điểm của đối phương, và ai sẽ làm được điều đó đây? Liệu rằng là Trần Đăng Khoa vẫn chưa thành công. Đã có một tác động đến từ các cầu thủ BTS này vào quỹ đạo bay của bóng, nhưng họ vẫn đã cảm phá tốt, và đây là Maxi Eso không thành công. Bóng vẫn dành cho Wong Wai Long và lên rổ đã bị block đến từ Justin Young, nhưng họ vẫn còn cơ hội để dứt điểm, còn lại 8 giây. Đây là Douglas Horing đối mặt với lại DeAngelo Hamilton, Brandon Jaguato, và đi bóng rất quyết tâm Maxi Eso. Đó là pha cầu lỗi thành công, và sẽ có hai quả đá phạt dành cho Maxi Eso. Như vậy là lỗi cá nhân thứ hai đã được tính cho Murphy Bernatowski. Chris Dierker ngay lập tức được đưa vào sân để thay cho DeAngelo Hamilton, người đang không có được cảm giác dứt điểm tốt. CS này đang lên tinh thần ở trong những phút gần đây. Tuy nhiên Maxi Eso đã không thể ném thành công cú ném phạt đầu tiên của mình. Cho đến lúc này thì Maxi Eso đã có được 15 điểm cho đội khách. Quả ném phạt đã mang đến điểm số thứ 16, và đó cũng là điểm số tốt nhất mà một cầu thủ ghi được bên phía câu lạc bộ CS này. Cho đến thời điểm hiện tại thì BTN CS9 vẫn chỉ dẫn trước Sài Gòn X 2 điểm, nhưng quan trọng vẫn là lấy lại mạch lên điểm. Bernatowski, đường chuyền Chris Dierker, chúng ta đang vẫn chưa thể thoát đi. Khoa Trân ném không chính xác, đó là một pha dứt điểm của ly quá khó để thành công của Mr. Wiggle. Trần Đăng Khoa đã đưa ra một quyết định dứt điểm mà đến cả cầu thủ này cũng không tự tin. Đây là Wong Wai Long, không thành công, hai cú dứt điểm liên tiếp không tốt của đối phương, cơ hội để phản công. Trevor Hills ném một cú ly trung bình, lần này thì đã có điểm cho Sài Gòn hết. Cuối cùng thì chúng ta đã cắt đứt được một mạch lên điểm của đối phương. Đây là Watkins, đường chuyền Horing lao vào và đường chuyền ra cho Horing. Đã có một pha xử lý không thành của Watkins. Cuối cùng thì anh cũng đã ghi được điểm số sau rất nhiều nỗ lực. Và đây là Trevor Hills. Với thể hình vượt trội thì Darryl Watkins đã chơi cực kỳ chủ động trong tình huống vừa rồi. Trevor Hill có cơ hội và ném 3 không thành công, rất đáng tiếc. Và xử lý tưởng chừng như đã đi vào rổ của Trevor Hill, nhưng điều đó lại không thành sự thật. Đây là Brandon Chakwato, vẫn là pha xử lý của Darryl Watkins. Brandon Chakwato, sự tự tin đang là thứ mà CS9 có. Brandon Chakwato nỗ lực, và đó lại là lỗi của Murphy Bernatowski. Nó sẽ có thêm hai quả đá phạt dành cho Brandon Chakwato. Lúc này thì đội trưởng của Sài Gòn Heat đã mắc 3 lỗi cá nhân. Toàn bộ 3 lỗi đó đều mắc trong hiệp 3. Đội chủ nhà đang chơi chung xuống rất nhiều trong hiệp thi đấu thứ 3 này. Và cho đến thời điểm hiện tại thì họ mới chỉ ghi được 4 điểm mà thôi. Trong khi đó thì đội khách đã có được 18 điểm. Một hiệp 3 rất khó hiểu đến từ đoàn quân của Kyle Julius. Và sự hiệu quả cần phải lập tức ngay được cải thiện ngay lập tức. Khoảng cách hiện tại đang là 3 điểm. Như đã nói thì đối phương không có một chuỗi lên điểm quá mạnh mẽ, và chúng ta cần phải nhanh chóng tận dụng điều đó để lấy lại thế cân bằng của trận đấu này. Trevor Hills đối mặt với Maxi Eso. Trevor Hills bắn 3 từ rất xa không thành công. Những quyết định dứt điểm của Sao Hiếp trong hiệp 3 này thường là những quyết định dứt điểm hoặc là không chuẩn xác, hoặc là chịu rất nhiều áp lực của đối phương. Đây là George Herring, Courtney Awan chưa có cơ hội để tung ra cú ném. Đây là Wong Wai Long. Wong Wai Long đang chơi khá hay trong hiệp 3 và hoàn toàn thoải mái để ghi thêm 2 điểm nữa cho câu lạc bộ CS9. Khá khó hiểu về một màn trình diễn trùng xuống bất ngờ đến từ Sài Gòn Heat, và có vẻ như vẫn sẽ cần thêm những sự thay đổi. DeAngelo Hamilton đang được chuẩn bị được đưa trở lại. Trevor Hill sẽ lên bóng trong thời gian còn lại là 12 giây. Trevor Hill đang nỗ lực thoát đi, đường chuyền Chris Dierker chưa dứt điểm, và sau đó là một pha ra tay thành công của Chris Dierker để chặn đánh mặt lên điểm của đối phương. 58-61, khoảng cách là 3 điểm.
Christiaker đang sở hữu khả năng ghi điểm tuyệt đối trong khu vực paint. Đó là điểm số thứ 6 của Christiaker ở trận này. Maxi Eso, sự tự tin đã trở lại với số 18. Nugroho pha dứt điểm không thành công. Và Nugroho sẽ có thêm một... Như vậy là không có thêm hai tình huống ném phạt cho Nugroho, mà chính xác đó là lỗi tấn công của số 16 bên phía đội khách. Vẫn là những phản ứng rất quyết liệt đến từ huấn luyện viên Brian Rossum. Như vậy D'Angelo Hamilton đã được đưa trở lại sân cùng với những cái tên như là Justin Young, Diaker, Bonatowski và Trevor Hill. 5 người hiện tại của Seattle Heat đang có mặt. Và chúng ta đang có rất nhiều những big man trên sân. Liệu chăng điều này sẽ mang đến những sự khác biệt? Bởi vì Bonatowski chưa có được sự hỗ trợ và quyết định dứt điểm luôn, không thành công. Như vậy là sẽ có hai quả ném phạt cho đội khách khi mà Seattle Heat đã chạm lỗi đồng đội thứ 5. Justin Young là người đã phạm lỗi tấn công, và đó là lỗi cá nhân. Như vậy chính xác người phạm lỗi là Chris Diaker, và lỗi cá nhân thứ hai đã đến với số 20. Nhưng Maxi Eso là người đã ném không tốt, áp lực rất lớn đến từ khán đài đối diện, và số 18 vẫn chưa có được tỷ lệ ném phạt tốt vào lúc này. Hai quả ném phạt không thành công và bóng trở lại với Seattle Heat. Điểm số lúc này vẫn chỉ là 3 điểm cách biệt game The Series này. Chúng ta cần phải có một pha xử lý mang tính đột biến đến từ ngoài vòng bán nguyệt. Chúng ta đang chờ đợi điều này đến từ các cầu thủ Seattle Heat. D'Angelo Hamilton quyết định đi bóng và vẫn giữ được bóng trong tay để tấn công trong khu vực paint. 2 điểm được ghi. Điểm số thứ 16 đã đến với D'Angelo Hamilton. Maxi Eso. Đây là Kuniawan, một cầu thủ ném 3 rất tốt. Nhưng ngay lập tức có sự tác động của Trevor Hill. Ném 3 đến từ Maxi, và đó là cú ném thành công của số 18. Maxi Eso ném rất khó chịu. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy những pha bắn 3 chất lượng đến từ Maxi Eso. Thời gian còn lại của hiệp 3 là 40 giây. Trevor Hill đường chuyền Justin Young, và đây là khoảng trống cho D'Angelo Hamilton. Không có bóng, chứ sao là bóng đã không đi vào rổ. Nhưng đây là Justin Young, vẫn là một tình huống xử lý tốt của Maxi Eso. Và bóng đã trở lại với đội khách. Thời gian của hiệp 3 còn lại khoảng 20 giây. Won Wei Long, đội khách không vội vàng khi họ đang là những người nắm lợi thế về mặt điểm số. Khoảng cách lúc này là 4 điểm. Won Wei Long tận dụng tối đa nốt khoảng thời gian còn lại, còn 4 giây. Chuyền ra cho Utomo, cú ném một liên trung bình không thành công, và vẫn còn 3 giây cho Seattle Heat. Đây là Trevor Hill, một pha ném từ rất xa, không có bao giờ bây giờ dành cho chúng ta khi mà đó là một cú ly quá xa, và lực ném ra đến từ Trevor Hill cũng là không đủ mạnh. Chúng ta đã trải qua một hiệp 3 đáng quên khi chỉ ghi được có 8 điểm để đối phương ghi đến 24 điểm, gấp 3 lần điểm số của Seattle Heat. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đối phương không vượt qua. Kenalin, Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Traveling kini tak perlu repot tukar uang ke money changer. Uang saku kuliah kamu di luar negeri tak lagi terpotong ini itu. Kamu bisa mulai tabungan kamu tanpa khawatir kurs naik turun. Dan dengan kurs kompetitif, bisnis kamu akan selalu mendapat nilai tukar terbaik. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Laper, makan mie jangan mikir. Nih, piknik, tak bikin dulu. Fit me, makan mie, jangan mikir. Ketika keadaan tak sesuai harapan,
stop. Jangan banyak drama. Kenalin, Velas, sahabatmu dalam setiap transaksi Velas. Uang saku kuliah kamu di luar negeri tak lagi terpotong ini itu. Nikmati dunia tanpa batas bersama Velas. Tanpa provisi, tanpa drama. Đội chủ nhà đó là Justin Young. Đây là thời khắc rất quan trọng, chúng ta không nên mắc phải những sai lầm. Cần phải có một khởi đầu thật sự tốt để có thể nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Trevor Hills ném ba không thành công. Và sau đó thì Brandon Giovato đã rebound cho đội khách. Rồi tấn công trở lại với cầu thủ CS này. Đây là Maxi Eso. Pha can thiệp tốt đến từ các cầu thủ chủ nhà. Chris Dierker đã giành lại bóng. Số 20 lên bóng rất nhanh. D'Angelo Hamilton spin move. Nhưng đó là sự can thiệp rất hay đến từ Doc Herring. Một pha xử lý không thể vượt qua được đối phương đến từ D'Angelo Hamilton. Và bóng tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của BTN. CS9, Brandon Giovato rất nhanh và lên rổ là không thành công. Người đi vào là D'Angelo Hamilton. Travon Hill đáp trả cho Saigon Heat. Cơ hội dứt điểm của Cliff Trubin không thành công. Lại thêm một pha xử lý nữa mà chúng ta không thể đưa bóng vào rổ. Liên tiếp là những tình huống mà chưa có được điểm số nào được ghi trong hiệp thi đấu thứ tư. Đây là Courtney Awan, cú ném ba không thành công và D'Angelo Hamilton đã rebound cho đội chủ nhà. Cần phải có những sự trau chuốt và chính xác hơn nữa trong các pha dứt điểm. Trevor Hill tiếp tục là người lên bóng cho Saigon Heat. Tình huống spring đến từ D'Angelo Hamilton. Justin Young khoảng trống. Bonatowski vẫn đang bị theo sát nhưng cuối cùng đã có một pha dứt điểm vẫn không thành công. Cảm giác ném của đội chủ nhà đã hoàn toàn mất đi kể từ khi hiệp 3 bắt đầu. Và giờ đây thì họ đang phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn. Brandon Giovato. Đội khách đang chơi một cách rất điềm tĩnh và tận dụng toàn bộ tối đa khoảng thời gian họ có. Cú ném fade away tuyệt vời của Doc Herring. Thêm 2 điểm nữa cho CS này, 66-60. Khoảng cách tưởng chừng như rất gần mà lại đang trở nên rất xa vì sự kém hiệu quả của Saigon Heat trong những phút vừa qua. Đây là Javon Hill, cần phải có điểm và cuối cùng là mạch lên điểm đã trở lại. Nhưng mạch lên điểm này cần phải kéo dài chứ không chỉ là nhỏ giọt như hiệp thi đấu thứ 3. Doc Herring. Số 1 quyết định đột phá và đó là tình huống phạm lỗi của Javon Hill. Rất khó chịu, một lối chơi xử lý thật sự là gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta. Lỗi cá nhân thứ hai của Trevor Hills. Đây là tình huống can thiệp của Bernatowski, steal. Và đây là Trevor Hills. Murphy Bernatowski, cú chuyền bóng rất khó hiểu của Bernatowski. Không có tình huống phạm lỗi của đội khách. Sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ đến từ xứ vạn đảo. Vừa rồi thì huấn luyện viên Plauson đã định xin hội ý, tuy nhiên trận đấu đã được trở lại nên quyền xin hội ý của ông đã trở nên vô hiệu. Đây là Herring. Tiếp tục là Herring đường chuyền bóng đến chân, chính xác hơn là đến tay Gordy Awa. Đây là Brandon Giovato đã có một tình huống chơi tốt đến từ hàng phòng ngự của Saigon Heat. Người đã can thiệp là Chris Dierker. Và giờ này thì đội chủ nhà có bóng để tạo ra tình huống tấn công. Trevor Hill ném 3 không thành công, rất đáng tiếc. Chúng ta chưa có thêm bất kỳ tình huống ném 3 nào kể từ hiệp thi đấu thứ 3. Họ nói đường truyền ngay vào tay của Dierker. Một món quà. Và món quà này sao hết cần phải nhận lấy. Đó là Trevor Hill. Tuy nhiên lẽ ra Saigon Heat phải được hưởng and one. Các trọng tài có lẽ đã nhẹ tay với Brandon Giovato. Nhưng sau đó thì đội khách đã ngay lập tức triệu tập một tình huống hội ý. Lúc này cách biệt chỉ còn là 2 điểm và mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong. Điều sự thiếu hiệu quả đến từ đoàn quân của Kyle Julius. Và Trevor Hill đang là tay ghi điểm duy nhất có được những điểm số trong hiệp thi đấu thứ tư cho các cầu thủ chủ nhà với 4 điểm. Giovato
Maxi chuyền ra cho Doc Herring. Đường chuyền đến vị trí của Wong Wei-long và cú ném ba không thành công của số 5. Sài Gòn Heat có lại bóng. Trevor Hills là người lên bóng dành cho ông 30. Đây là cơ hội để cho chúng ta vượt lên, nhưng đó là tình huống lấy bóng của Wong Wei-long. Đường chuyền dành cho Herring và đó là pha alley-oop tuyệt vời của Maxi Aso. Một tình huống mà Wong Wei-long đã chơi cực kỳ chủ động để tạo ra pha phản công hiệu quả của đội khách. Giờ đây thì Sài Gòn Heat tiếp tục phải đối mặt với cách biệt 4 điểm. Trevor Hills đường chuyền cho Justin Young, quyết định đánh thẳng vào trong và cú dứt điểm không thành công, nhưng vẫn còn đó là sự tiếp ứng đến từ D'Angelo Hamilton. Những tình huống tiếp ứng như vậy là rất quan trọng để chúng ta duy trì mạch lên điểm, tránh không để cho đối phương tạo thêm những khoảng cách nữa. Wong Wei-long và đi bóng rất tốc độ, Wong Wei-long và Maxi Aso và anh lại ném vào. Cú ném ba thành công tiếp theo đến từ Maxi, và lúc này thì Maxi đã có được 22 điểm cho câu lạc bộ đến từ Indonesia. Cơ hội dành cho Christian Kerr, ném ba không tốt và đó là bóng cho Sài Gòn Heat với người chạm bóng sau cùng là Maxi Aso. Trận đấu vẫn đang diễn tiến có thể nói là rất khó lường và khoảng cách giữa chúng ta với đối phương vẫn đang là 5 điểm. Cần phải nhanh chóng có thêm những điểm số liên tiếp đến từ Sài Gòn Heat. Bóng vẫn dành cho Sài Gòn Heat. Justin Young cần phải khẩn trương hơn vì chúng ta chỉ có 5 phút để giao, 5 giây để giao bóng mà thôi. Justin Young chuyền cho Trevor Hill ném ba. Vẫn chưa có cú ném ba thứ 6 thành công cho đội chủ nhà. Những pha dứt điểm đang chưa thể chịu đi vào rổ đến từ các pha bắn ba của Sài Gòn Heat. Điều mà chúng ta rất cần để có thể lấy lại được thế trận này. Maxi Aso đường chuyền dành cho Watkins. Vẫn là một tình huống can thiệp đầy đến từ Bernatowski. Trevor Hill 3-2. Trevor Hill đường chuyền đi Angelo Hamilton. Vẫn là một tình huống mà trọng tài cho rằng đó là một pha áo bào đến từ Sài Gòn Heat. Maxi Aso đang thanh minh. Một tình huống mà chúng ta là những người có lợi thế, nhưng D'Angelo Hamilton lại lựa chọn quyết định đi bóng khá tối. Sự tự tin đang là điều mà chúng ta thiếu đi trong thời điểm mà hiệp 3 diễn tiến xấu. Và cho đến thời điểm này thì cảm giác tự tin vẫn chưa thể quay trở lại. Justin Young đường chuyền Bernatowski. Vẫn là Bernatowski dứt điểm thành công và đó là điểm số thứ 68 dành cho Heat. Cách biệt lúc này được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Cần phải gia tăng thêm những điểm số để sang bằng cách biệt. Và cách biệt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Sài Gòn Heat. Zawato đường chuyền ra Josh Herring ném ba thành công. Đội khách đang chơi rất tốt với những tình huống dàn xếp và dứt điểm chuẩn xác của mình. Điều quan trọng là họ đang ném ba tốt hơn chúng ta. Justin Young ném ba không thành công. Đã có một tung steal đến từ Trevor Hill và đây là Bernatowski vẫn không vào. Vẫn là Trevor Hill đã có tình huống cướp bóng đến từ Darren Watkins và đây là pha xử lý của Maxi Aso. Anh ném ba không vào. Tin vui dành cho Heat. Và đây là cơ hội lên bóng nữa dành cho chúng ta. Trevor Hill hỗ trợ đến từ D'Angelo Hamilton. Murphy Bonatowski pha chuyền bóng ngược tay D'Angelo Hamilton. Mọi thứ vẫn chưa thể được diễn tiến một cách mượt mà. Bonatowski 6 giây, Bonatowski cũng không vào. Sao Heat quá thiếu hiệu quả trong những tình huống tấn công của mình. Và nó khiến cho huấn luyện viên Kajilos chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ không thể làm được gì khác. Đây là tình huống lên bóng của đội khách. Doc Herring vẫn là số 1. Rất khó chịu và Doc Herring đã ghi thêm 2 điểm nữa cho đội khách. Cách biệt lúc này là 7 điểm, chính xác là 8 điểm nghiêng về các cầu thủ CS9. Nhưng vừa rồi là một lỗi kỹ thuật đến từ Herring vì một hành động thừa thải sau pha dứt điểm với nỗ lực ngăn cản của Justin Young. Anh đã thành công nhưng vẫn có một động tác có thể nói là khiêu khích đối phương.
Bratovsky đã thực hiện thành công quả ném phạt từ lỗi kỹ thuật của đối phương. Và bóng tiếp tục sẽ được vào từ cuối sân cho Sao Hít. Cách biệt lúc này là 7 điểm. Và thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ tư là 3 phút. Travel Hughes đường truyền cho Bratovsky, không thành công nhưng đã có lỗi đến từ các cầu thủ CS này. Người bị phạm lỗi là D'Angelo Hamilton. Như vậy là Brandon Jawato là người đã mắc lỗi với D'Angelo Hamilton. Lỗi cá nhân thứ 3 của số 3 bên phía CS này. Một tình huống thúc vào lưng đối phương đến từ Brandon Jawato. Sau nỗ lực muốn rebound pha dứt điểm của Bernatowski, chúng ta cần nhiều hơn nữa sự tự tin và đặc biệt là sự chính xác trong cái pha dứt điểm. Chỉ cần chính xác hơn trong cái pha ra tay đến từ ngoài một phán nguyệt mà thôi thì khoảng cách 6 điểm này sẽ trở nên nhanh chóng được sang lấp. Chính xác hơn là 7 điểm. Đây là Trần Đăng Khoa, không thành công nhưng vẫn còn đó là một tình huống rebound, nhưng nó vẫn không tốt đến từ Justin Young. Sự tự tin và cảm giác của Sao Hết đã thực sự là không còn vào lúc này. Cần phải có một mồi lửa để châm lại tinh thần cho các cầu thủ Sao Hết. Doc Herring, đó là tình huống cầu lỗi của Doc Herring, sẽ không có điểm cho số 1. Và người mắc lỗi là Murphy Bernatowski. Đó là lỗi cá nhân thứ 4, foul trouble dành cho đội trưởng của Sao Hết. Sẽ một pha phát bóng từ biên dành cho CS9. Lỗi đồng đội của Hit đang là hay. Đây là Doc Herring. Herring pha can thiệp rất tốt của Trevor Hills. Và đó là lỗi của Darryl Watkins. Chắc chắn phải có tiếng còi. Và đó là một tình huống mà trọng tài đã cho rằng đó là lỗi kỹ thuật đến từ cầu thủ đối phương. Lại đến do sự thiếu hiệu quả của Hit mới giúp đối phương có được một tinh thần thoải mái hơn mà thôi. Khoa Trần, đây là Mr. Wigo, nỗ lực cá nhân và đó là một tình huống phạm lỗi của Wong Wailon. Như vậy là trong tình huống phạm lỗi trước đó thì đó không phải là một lỗi kỹ thuật đến từ Watkins mà chỉ là một pha phạm lỗi bình thường mà thôi. Như vậy là Trần Đăng Khoa sẽ có thêm hai quả ném phạt nữa. Cú đánh tốt của số 8 và anh đã có điểm số thứ 8 ở trận này. Như vậy người đã phạm lỗi với Trần Đăng Khoa ở tình huống trước đó là Brandon Jawato. Đó là lỗi cá nhân thứ 4 của số 3 bên phía đối phương. Hai cú ném chuẩn xác của Trần Đăng Khoa và cách biệt được rút ngắn xuống còn 5 điểm. Đây là lúc mà Sở Hết còn phải vùng lên, còn lại 2 phút cho thời gian của trận đấu này. Brandon Jawato, tình huống xử lý không thành. Maxiaso, Brandon Jawato đã có một tình huống mắc lỗi chạy bước của Brandon Jawato. Cờ tấn công của đội khách đã mất đi. Và Sài Gòn Heat sẽ có được bóng trở lại, cơ hội để rút ngắn thêm khoảng cách khi mà lúc này cách biệt chỉ là 5 điểm mà thôi. Trần Đăng Khoa, tuy nhiên chúng ta cần phải vượt qua chính bản thân mình trước đã. Đó là đối thủ lớn nhất vào lúc này, Trần Đăng Khoa. Đường truyền không tốt của Khoa Trần và cơ hội được trở lại với COS này. Đây là Herring. Họ đang muốn giảm nhịp để câu thêm thời gian. Quân quay lon. Thời gian còn lại là 1 phút 30 giây và 10 giây tấn công cho CS9. Watkin, đường truyền Maxi Aso. Pha xử lý của Maxi Aso.
Và đó là N1 dành cho Maxi cùng với lỗi của Murphy Bernatowski. Số 13 đội trưởng của Sài Gòn Heat sẽ khép lại trận đấu của mình ở đây. Foul out. Murphy Bernatowski cũng đã có một trận đấu rất tốt ở mặt trận tấn công cũng như phòng ngự. 17 điểm, 8 rebound. Và cùng với đó là hai tình huống steal. Ngay sau tình huống phạm lỗi của Murphy Bernatowski, huấn luyện viên Kyle Julius cũng đã phải sử dụng quyền hội ý. Đây đã là những thời điểm cuối cùng của trận đấu và chúng ta đang để thế trận trôi đi rất xa. Masiezo vừa có điểm số thứ 26 và cùng với đó là một tình huống ném phạt sau khi khoảng cách 7 điểm đã được tái lập và Masiezo một lần nữa có cơ hội để ném phạt. Anh em không thành công và chỉ vẫn chỉ là 7 điểm dành cho CS9 mà thôi. Đây là Trần Đăng Khoa. Chúng ta đang phải chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Chris Diaco, Travon Hill. Vẫn chưa có khoảng trống dành cho Travon Hill nhưng anh đã có thể ra tay. Vẫn không thành công. D'Angelo Hamilton là người đã có được pha rebound và hai pha ném phạt cho D'Angelo Hamilton. Chúng ta vẫn rất thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm sau cùng. Tỷ lệ field goal lúc này của Sài Gòn Heat đã xuống 42%, ngày một xuống sâu hơn. Và ném phạt đầu tiên đã không thành công. Đây thực sự là một trận đấu mà tinh thần của Sài Gòn Heat đã không được giữ vững sau những khó khăn chồng chất ở hiệp 3. Và giờ đây là khoảng cách 6 điểm, thời gian là 59,3 giây. Không phải là hết hy vọng nhưng thực sự là đang là một thử thách lớn đối với Sài Gòn Heat ở phía trước. Đây là Brandon Chakwato. Một tình huống triple team. Và đó là pha tranh bóng 1-1 đến từ cả hai đội. Và với lợi thế giao bóng thì bóng vẫn thuộc về BTN COS này. Đây là Brandon Jawato. Và can thiệp tốt của Chris Diaco. Cơ hội phải có 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Và đó là 2 điểm rất quan trọng của số 20. Khoảng cách lúc này còn lại 4 điểm mà thôi. Trong cú sút. Và đó là đường chuyền của lại bị Maxiezo cản phá. Thực sự là anh đang trở thành một cái gai trong mắt của các cổ động viên Sài Gòn Heat. Nhưng đó thực sự là một nỗ lực tốt của Maxiezo. Tại sao Mr. Wiggle không thể tự tin dứt điểm? Quá đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Còn 24 giây và đội khách sẽ làm mọi cách để kéo dài khoảng thời gian này. Đã có lỗi của Mr. Wiggle. Trần Đăng Khoa đang tự trách mình. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều áp lực vào một cầu thủ còn quá trẻ ở mùa giải đầu tiên anh ra sân tại IBL. Dưới áp lực thời gian, dưới áp lực tinh thần thì Trần Đăng Khoa cũng không đủ tự tin để tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên Khoa Trần cần phải quay trở lại với trận đấu ngay lập tức. 14 giây cho tình huống tấn công của CS9. Bóng vẫn thuộc về đội khách. Theo quan điểm của tôi thì nếu có thất bại trong trận đấu này thì Trần Đăng Khoa cũng không đáng trách. Bởi Sài Gòn Heat đã chơi quá thất vọng kể từ ngày hiệp 3. Chứ không phải là ở thời điểm cuối trận này. Không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu của một cầu thủ còn quá trẻ như là Trần Đăng Khoa. Thực sự thì áp lực đến từ Maxiezo trong tình huống vừa rồi cũng là rất lớn. Và không thể đổ dồn hết mọi tội lỗi lên Trần Đăng Khoa được. Mà trách nhiệm hãy thuộc về những cầu thủ còn lại hay nói cách khác là tập thể của 30. Bởi vì họ đã không thể là chính mình trong trận đấu này, đặc biệt là nửa sầu. Vừa rồi là cú ném thành công của Maxiezo, 79-74, 5 điểm cách biệt. Và thời gian còn lại của trận đấu này chỉ là 15 giây. Hai cú ném tốt của Maxi và cách biệt lúc này đã là 6 điểm. Thật sự khó dành cho Sài Gòn Heat, 12 giây mà thôi.
Trần Đăng Khoa đường chuyền, Christy Aker, 2 điểm. Và ngay sau đó thì huấn luyện viên Brian Rosom đã sử dụng quyền hội ý. Cho đến thời điểm hiện tại thì Mr. Wiggle vẫn đang tự trách mình. Wong Wei-long ngay lập tức là lỗi của Corey Celia và Wong Wei-long sẽ có hai quả đá phạt. Thời gian còn lại của trận đấu là 7,8 giây. Wong Wei-long sẽ phải đối mặt với những áp lực từ khán đài đối diện. Nhưng với bản lĩnh của mình và kinh nghiệm đã rút được từ rất nhiều năm trên chiếc ABL thì chúng ta cũng không nên quá nhiều kỳ vọng vào khả năng bắn hụt của anh. Quan trọng là khi hit có bóng họ sẽ phải làm gì mà thôi. Lần này thì Wong Wei-long đã không thành công. Đây là Trevor Hill, 4 giây. Trevor Hill đường chuyền đi Angelo Hamilton. Một pha bắn 3 thành công. Đến từ D'Angelo Hamilton nhưng chỉ là 2 giây. Như vậy là trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc là 79-81. Một sự vùng lên quá muộn màng của Sài Gòn Heat. Họ đã đánh mất một trận đấu trên sân nhà của mình với thất bại trước COS9 Indonesia. Đến lúc này thì chúng tôi cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn dành cho IBL truyền thống truyền hình FPT. Xin chào và hẹn gặp lại. This is where it all begins. The leap of faith. The first step to the journey. Towards the unknown. The challenging. The daunting. But when we're together. Hand in hand. The journey becomes exciting. We're partners, you and I, together, facing your fears, pursuing your passion, breaking boundaries, building your future, overcoming challenges, celebrating every achievement. When we're together, we're unstoppable. When we're together, anything is possible. At BTN, we know the power of partnership. A good partner works with you intimately. A good partner knows what you need. A good partner always has your back. A partner for starting your dream family, building your dream home, realizing the dream. It takes courage to begin, but it takes encouragement to keep on going. So go on, dream big. We're with you every step of the way. You have a partner in BTN.